không ngồi được, không ngồi được luôn. Tôi ở Texas, tôi bị đau chân lâu lắm. Đau lâu lắm rồi à? Bây giờ anh thử xem so với lúc trước sao rồi. Không sao. Nhưng mà còn nhưng mà vậy nó xuống là nhiều lắm rồi. Trước là như vậy thôi. À trước là không được. Rồi. Nhưng mà nó vẫn còn yếu. Đúng rồi. Không, muốn khỏe á mình sẽ học, rồi mình sẽ học được kỹ thuật bơm máu chân, rồi mình làm mạnh gân cơ. Thì trong cái bài học là nó có kỹ thuật đó ạ. Mình còn phải cả làm mạnh gân cơ nữa, và lát nữa đây sẽ được hướng dẫn cái kỹ thuật toàn diện, trọn vẹn hơn nhá. Còn bây giờ là mình mới làm sơ sơ thôi mà, kỹ thuật có vài phút à. Rồi bây giờ anh làm lại một lần nữa xem sao. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Rồi, cảm xúc thế sao anh? Dạ, thế là tốt quá rồi. Chứ trước là gặp không có được, cứ xuống một nửa. Dạ. Tí là nó... Vâng, mà về làm chút xíu à, có mấy phút à, mà đơn giản ai cũng làm được. Em phỏng vấn chị là sao ạ? Chị là... Chị bà sĩ. Cái chân đó là cũng lâu lắm rồi, mà chữa bao nhiêu rồi, đi bác sĩ thì cứ rút nước ra rồi nó cũng vẫn vậy thôi mà. Đó. Bao nhiêu phương pháp ai chỉ cũng lại hết, nhưng mà nó không có kết quả. Thì nhờ có đến mạng, trên mạng thấy là bữa nay tìm tới đây thì thấy rõ ràng là kết quả đó. Trước mắt mình có thể rất là vui và yên tâm đi. Cảm ơn. Mọi người phải biết là anh chị là từ tận Texas, Mỹ. Và mọi người biết là anh chị từ tận Texas, Mỹ về đây và đã chữa khắp các phương pháp và chữa khắp nơi rồi. Bao nhiêu năm nay rồi mà không khỏi. Mà chúng ta thấy trong vòng có ít phút mà thấy ngay trước mắt nha. Rồi, chúc mừng anh chị. Rồi còn... Cái chữa đau khớp gối này là hàng tuần, là chúng ta là cứ sáng thứ hai hàng tuần là 8 giờ sáng là ở 4/1/1 Hoàng Việt, ở phường 4 Tân Bình, là chúng ta có cái chương trình giúp cho cộng đồng. Do đó mà những ai mà bị đau mỏi khớp gối ấy, thì chúng ta có thể tới để được hỗ trợ chữa trị miễn phí. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983792206, 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.